Rất là bất ngờ. Cho mọi người xem cái cạc đi ăn đi tê của cô để mà xác định. Để mọi người không thấy là nói cô này cổ nói, thì cái nhà hàng ở dưới chúng ta thấy là 25 tháng 9 ngày 1961 yeah. Thì cái chuyến anh thì dứt ngược lại, ok được rồi. Cảm ơn. Thế thì trong cái thời gian nhịn ăn như vậy là tổng cộng là bao nhiêu à? Thời gian dạ, nếu mà tính ra đó 14 tuổi tới giờ 59 là khoảng bao nhiêu? Nhịn ăn vậy là bao nhiêu? 44, 44, 44, 44 và 45 năm. Như vậy là cô Tuyết có một cái quá trình nhịn ăn 45 năm. Mọi người thấy khủng khiếp không? Mà cổ rất là khỏe mạnh. Điều đặc biệt là mọi người nhìn cô Tuyết bây giờ là 59 tuổi, nhưng mà nhìn như là một cái cô gái thiếu nữ mà còn đang xuân vậy đó. Bác sĩ còn hay chọc em là kêu em máu con gái 18 mà. Tiết lộ cho mọi người thêm một chuyện nữa là cô Tuyết đã có hai đứa người con, hai cháu. Và cháu thứ nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ 34 tuổi. Và cháu thứ hai là 25. Mọi người thấy rất là kinh ngạc ha. Em có một cái thấy là cái cuộc sống của em á, thì về ăn uống á, là nói chung là buổi sáng á, thì thức dậy thì em hay uống một ly nước ấm. Dạ, ly nước ấm. Thì tới 12 giờ thì nói chung trong quá trình đó thì em cũng có uống nước chút chút, thì 12 giờ thì em mới ăn. Thường thường á, là em có thêm một cái áp dụng nữa là trong 5 ngày trong tuần á, là em thường là em ăn nói chung là ăn rau nhiều, ăn nhẹ. Ăn rau à. Nhưng mà tới ngày thứ bảy chủ nhật á, thì em ăn sang tí. Tí như là mình có thể thoải mái thứ bảy chủ nhật. Ăn nhẹ nhàng. Thứ bảy chủ nhật á, là ví dụ như thứ bảy chủ nhật thì mình có thể ăn thịt, ăn ấy, ăn đi ăn buffet, ăn ấy. Chứ không phải là mình ăn chay hoàn toàn. Dạ. Nhưng mà trong tuần á là lúc nào em cũng có một đĩa rau và ăn trưa hoặc ăn chiều, lúc nào em ăn chiều thì em ăn nhẹ nhưng mà ăn trưa chính á, thì lúc nào cũng phải có một đĩa rau. Dạ. Còn thịt thì thường thường em ăn luộc là chính, ví dụ như thịt luộc hoặc là cá hấp là chính, nhưng mà riêng thứ bảy chủ nhật á thì em thoải mái một tí. Dạ, không có gọi. Hốp đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chùm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.